vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại phần tin Hoa Kỳ do sứ ngôn viên Jenny thực hiện. Hoa Kỳ trình dự thảo cấm vận Bắc Hàn. Các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết Hoa Kỳ quyết tâm thúc đẩy để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 9 tới về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bắc Hàn, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Washington đã trình một dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Bắc Hàn, đóng băng tài sản của lãnh đạo Kim Jong-un, một lệnh cấm đối với sản phẩm may mặc và ngừng trả lương cho các công dân Bắc Hàn đang làm việc tại nước ngoài. Các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc không ngại loại trừ khả năng Trung Quốc và Nga có thể phủ quyết dự thảo trên, song nhấn mạnh chính quyền Hoa Kỳ đang vận động rất mạnh để văn bản được thông qua. Một nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an cho rằng các cuộc thương lượng có thể dẫn tới thay đổi một số nội dung dự thảo nghị quyết này đáp ứng với các quan điểm của Nga và Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lưu Khiết Nhất đã cắt ngắn chuyến thăm cùng các đại sứ khác tới trụ sở Liên minh châu Phi AU tại Addis Ababa để quay trở về New York tham gia đàm phán về dự thảo này. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng thời điểm bỏ phiếu này vào ngày 11 tháng 9 tới là hơi vội vã, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Jim Mattis tuyên bố Nam Hàn không đơn độc chống Bắc Hàn. Theo Yonhap đưa tin vào ngày 7 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Jim Mattis đã đảm bảo với Nam Hàn rằng nước này sẽ không phải một mình đối mặt với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn. Ông Mattis đưa ra phát biểu trên khi trả lời hãng thông tấn Yonhap về câu hỏi liên quan đến các thông tin cho rằng Bắc Hàn có thể thử tên lửa vào kỷ niệm Quốc Khánh là ngày 9 tháng 9. Nhắc lại cuộc điện đàm với người đồng cấp Nam Hàn là Sun Yong-moo cũng như cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước hồi đầu tuần. Ông Mattis nhấn mạnh, chúng ta sát cánh bên nhau, các bạn sẽ không phải đối mặt với điều này một mình. Nam Hàn và Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp phòng vệ để đối phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Trong đó có việc hoàn thành triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ tại Seongju, Nam Hàn trước đó cùng ngày. Tuy nhiên, ông Mattis vẫn từ chối đưa ra quan điểm trong câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có sử dụng hành động quân sự chống Bắc Hàn hay không. Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hải quân Hoa Kỳ cho biết hàng không mẫu hạm HKMS chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 9 đã rời căn cứ tại Yokosuka của Nhật Bản lên đường tuần tra dài hạn nhằm bảo đảm an ninh và an toàn của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington và Seoul thỏa thuận triển khai thêm HKMS chạy bằng năng lượng hạt nhân và các máy bay ném bom chiến lược trong và xung quanh Nam Hàn sau những căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. HKMS Ronald Reagan dừng chân tại căn cứ Yokosuka từ đầu tháng 8 vừa qua sau khi cùng với HKMS Carl Vinson tập trận với lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản ở vùng biển Nhật Bản, thưa quý vị. Thưa quý vị, tin FBI chưa tìm thấy chứng cứ Tòa Bạch Ốc cản trở điều tra Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 9, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FBI, là Christopher Gray cho biết chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc Tòa Bạch Ốc cản trở. Cuộc điều tra đang được tiến hành đối với nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Phát biểu trong một cuộc họp về hoạt động tình báo và an ninh quốc gia ở Washington, Giám đốc FBI cũng khẳng định tin tưởng ông Robert Mueller, công tố viên đặc biệt đang điều tra khả năng có mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, đồng thời cho biết hiện FBI đang tích cực hỗ trợ công tác điều tra trên. Đây là lần đầu tiên ông Gray phát biểu công khai trên cương vị người đứng đầu FBI. Ông Gray đã được bổ nhiệm làm giám đốc FBI sau khi người tiền nhiệm là James Comey bị Tổng thống Donald Trump sa thải hồi tháng 5 vừa qua. Cùng ngày, Thượng viện Hoa Kỳ đã tiến hành thẩm phán ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, về cuộc gặp với luật sư Nga hồi năm ngoái. Tờ New York Times đưa tin ông Trump Jr. đã xác nhận với các nhà điều tra của Thượng viện rằng ông gặp luật sư người Nga là Natalia Venselnitskaya hồi tháng 6 năm 2016, vì người này có thể nắm giữ những thông tin gây bất lợi cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, khi đó là bà Hillary Clinton.
Tuy nhiên, ông Trump Jr. khẳng định không có được thông tin gì sau cuộc gặp này. Trước đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định không hề biết và không tham dự cuộc gặp nói trên. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cứu trợ thiên tai. Vào ngày 7 tháng 9, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về khoản cứu trợ 15,25 tỷ đô la dành các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey và các thiên tai khác, kèm với đó là các biện pháp rót ngân sách cho chính phủ liên bang và tăng giới hạn cho vay tới ngày 8 tháng 12. Với 80 phiếu thuận và 17 phiếu chống, dự luật trên đã qua cửa Thượng viện chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới lãnh đạo Quốc hội công bố chương trình gây tranh cãi gắn nội dung cứu trợ thiên tai với nâng trần nợ công và ngân sách cho chính phủ liên bang. Dự luật trên sẽ tiếp tục được chuyển tới Hạ viện để bỏ phiếu. Trước đó, vào ngày 6 tháng 9, Hạ viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn khoản chi gần 8 tỷ đô la cứu trợ thiên tai, song không gắn với nội dung nợ công hay là ngân sách chính phủ. Hai phiên bản này sẽ cần được thống nhất thành một dự luật cuối cùng trước khi chuyển tới Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Trump ký ban hành. Theo dự luật của Thượng viện, 7,4 tỷ đô la sẽ được cấp cho quỹ hỗ trợ thiên tai của cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp liên bang, vốn đang sắp cạn kiệt do quy mô tàn phá của bão Harvey. Một khoản 7,4 tỷ đô la khác sẽ được sử dụng để hỗ trợ phát triển cộng đồng thông qua Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, trong khi 450 triệu đô la sẽ được chuyển tới quỹ cho vay cứu trợ thiên tai của cơ quan doanh nghiệp nhỏ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, Nga hoài nghi về chính sách của Hoa Kỳ đối với Moscow. Theo TASS and Sputnik đưa tin vào ngày 8 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova cho rằng chính sách của Washington đối với Moscow đã làm dấy lên mối hoài nghi tại Bộ Ngoại giao Nga. Khi được hỏi Nga đánh giá thế nào về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Moscow, bà Zakharova nhận định, có các nghị sĩ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan an ninh, chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump, và chúng tôi nghe thấy những phát ngôn và chứng kiến các hành động khác nhau ở khắp mọi nơi. Phía Nga băn khoăn liệu Hoa Kỳ có một chương trình nghị sự chung nhất liên quan tới Moscow hay không. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, điều duy nhất chúng tôi nghe từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Washington muốn bình thường hóa quan hệ với Nga. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi lại chỉ thấy việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, gia hạn các lệnh trừng phạt cũ và các hành động làm quan hệ song phương. Bà Zakharova nói, mới đây, giới chức Hoa Kỳ đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố San Francisco, cơ sở thương vụ Nga ở Washington và New York. Nga coi việc Hoa Kỳ tịch thu tài sản ngoại giao của Nga là hành động thù địch công khai và hối thúc Washington trả lại các cơ sở ngoại giao ngay lập tức. Hệ thống cơ quan báo cáo tín dụng Hoa Kỳ Equifax bị tấn công. Cơ quan báo cáo tín dụng Hoa Kỳ Equifax vào ngày 7 tháng 9 thông báo hệ thống máy tính của cơ quan này bị tin tặc xâm nhập, có thể ảnh hưởng đến 143 triệu khách hàng Hoa Kỳ, cũng như một số dữ liệu của khách hàng tại Anh và Canada. Equifax chuyên bảo vệ dữ liệu tài chính cho khách hàng xin tín dụng. Theo thông báo, công ty này đã phát hiện tin tặc xâm nhập hệ thống máy tính vào ngày 29 tháng 7 và đã hành động ngay lập tức với sự trợ giúp của một công ty an ninh mang mạng độc lập để đánh giá tác động. Theo điều tra, hoạt động xâm nhập đã diễn ra từ giữa tháng 5 đến tháng 9. Tin tặc đã khai thác một lỗ hổng trong ứng dụng trang web của Hoa Kỳ để truy cập một số tệp tin và đánh cắp các dữ liệu bao gồm tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ, và trong một số trường hợp, tin tặc có thể đã lấy được số giấy phép lái xe, số thẻ tín dụng của khoảng 209.000 khách hàng Hoa Kỳ, cũng như các hồ sơ tranh chấp tín dụng của 182.000 người có thể đã bị đánh cắp. Equifax cho biết sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý của Anh và Canada để xác định các bước tiếp theo thích hợp cho các khách hàng bị ảnh hưởng tại các quốc gia này. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Equifax là ông Richard Smith cho biết vụ tấn công đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, đồng thời đưa ra lời xin lỗi các khách hàng cá nhân cũng như các khách hàng doanh nghiệp và cho biết công ty đang tiến hành rà soát lại một cách kỹ lưỡng toàn bộ các biện pháp bảo mật, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Việt Nam.